Ok, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của Antidote. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng chơi một cái tựa game mới, hay, lạ. Nó có tên là Mohawk. Tôi không biết đọc nào nhưng mà nó là Mohawk như trên màn hình ấy. Thì đầu tiên rồi, không thể bỏ qua được mỗi khi mà chúng ta chơi game mới. Chúng ta sẽ vào chơi hướng dẫn trước. Tutorial. Đấy. Nào, ok. Go into person mode. À, ok. Bấm P. À, bấm P là về góc nhìn thứ ba. Nhưng mà tôi thích chơi góc nhìn thứ nhất. Ok, tao nhìn mày rồi. Ok. I suppose that moment is past. Cái đó gì thế? Where's your short recruit? Một. Hit. Chém. Ui xời, hay. Chém. Hay ấy, chém thật vãi, nhìn thật vãi. Lép mau bút tần. Giữ giữ con lợp có con đánh đau. À, ghê à. Mình đánh được thằng này này. Đánh thoải mái luôn. Nhờn. Thôi, quay lại vấn đề chính. Hey. Nice. Do another. Enough. Single attacks are good. Mày in up cái cục kết rồi. Against attacks. For and you didn't even hit yourself with it. Well done, recruit. Now parry three. Hey hey hey. Tôi vừa biết cái phòng thủ luôn. Bấm chuột phải là phòng thủ. À bây giờ phải parry thằng này à? À con mẹ nó hay. Khó đấy. One more. À, cái này là mình phải. Good. À, kiểu phản xạ ấy. Hay. You will perform a riposte. Dạy mình. Quick follow-up attack that will catch your opponents by surprise. Game hay, dạy mình từ phòng thủ, tấn công các thứ này. You must perform the attack slightly before. Như này. Tôi đang để hiện tại là để đồ họa thấp nhất nhá. Nào từ từ mày. Đang để đồ họa thấp nhất mình nhìn đẹp nhỉ. Đẹp phết đấy, đùa đâu. Đẹp phết đấy, đùa đâu. Đẹp phết, trông thân thật phết. Dễ. Đối với tôi game này vẫn là dễ. Nhưng mà anh em phải nhớ là đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Cái gì đấy? Ơi. Ơ. Bay kiếm. À, thế là đỡ là cũng bị bay kiếm nữa à? Chẳng lẽ hay nhỉ? Nhặt rồi nè. Ok. Hay. Okay, bây giờ nó còn dạy mình cả trick lừa đối thủ nữa. Hay. Well done. Dạy rất nhiều thứ hay, dạy tấn công phòng thủ, dạy cả lừa địch nữa. Quả nhiên là đọc hướng dẫn sử dụng trước khi dùng là hợp lý. Lúc ấy chúng ta đã được học đấu kiếm, bây giờ chúng ta được học bắn cung. Bắn này. Khó thế. Cái này không có aim trước nhỉ? Cài lên cung khá là khó. Giữ lâu xem nào. Rung. À, nghĩa là càng giữ lâu thì nó càng bị rung và mình càng bị lệch tâm. Nghĩa là chỉ có một cái tham thời gian nhất định để mà mình có thể gọi là nhắm bắn thôi. Ui. Cũng có cả rơi cung nữa. Khó phết nhờ. Hay đấy nhờ. Mày. Mày. What the fuck? À, checking. Còn, ui trượt. Chạy ghê đấy. Uầy. Mày giật. Ơ. Cầm mẹ mày. Ơ. Sao nó cứ giật vậy? Chó này. Ơ. Checking. A few moments later. Mãi mới trúng được.
mày thằng này chạy ghê quá, lách ghê quá. Mày lách tao. Giờ có cả cưỡi ngựa, rất đầy đủ, hay đấy. Ui, lại lái ngựa chứ. Lái ngựa đấy chứ. Khó thế. À, nó dạy mình bây giờ là tấn công rồi, phòng thủ rồi, cưỡi ngựa rồi. Thằng chó này, thằng chó này, mày tưởng thế là mày ngon à? À, sao? Pick cái gì đấy? Đây. Bố mày đập mày nhá. Bây giờ sửa kiểu gì? Hay. Không chưa? Được chưa? Mày ý kiến ít thôi nhá. Ok, và ở đây chúng ta sẽ có ba cái chế độ chơi. Chế độ là Frontline, là kiểu PVP, nghĩa là chia team bắn nhà đánh nhau ấy, bắn nhau như kiểu là người. Battle Royale có chế độ sinh tồn giống PUBG, và chế độ Horde. Horde này thì hình như là chế độ đấu với máy, thì chúng ta sẽ trải nghiệm dần dần từng cái chế độ một. Vào thử Frontline trước đây. Chưa à? Chúng này. À! Bình tĩnh nhá. Mày trượt chứ. Sao lại trượt? Sao tú trượt? Trượt kìa. Lên đã. Bị hai ping. Lão một kill nha. Hay đấy. Ha hu hu. Mày tao bắt đầu biết chơi rồi. Chúng mày sắp chết với tao rồi. Nghe rõ không? Kill the ball! Hay! Ôi cái nhầm! Khó thế. Đổi. Mình phải chơi hiệp sĩ mới được. Từ chơi thằng nào có cái đây rồi, có cái giáo. Đổi phỏ một cái. Thấy có vẻ không ổn lắm. Medic 3. À, con này kiểu Medic. Chép. Xong. Mẹ nó chém phát đau thế nhở.
30 máu. À, hiu hiu hiu. Hay, hợp lý. Về tổng quan mình thấy tựa game này khá là tốt, khá là mượt, chơi khá là mượt. Nhưng mà cái lượng người chơi nó vẫn hơi ít, nên là cái lượng ping, cái để tìm mà được lượng phòng chơi nó khó hơn. À! Nhưng mà về tổng quan là cái game này mình rất là thích, và mình nghĩ là mình sẽ chơi tiếp. Bởi vì nó, mình cảm thấy nó khá là đã. Và kiểu nó sẽ là một cái game mà các bạn vào chơi, các bạn kiểu à, tao sẽ vào chém giết tí, vui vẻ một hai trận, rồi các bạn thoát ra. Thằng này là đồng đội à? Không quá cần thiết là phải đặt nặng là phải chai hát, mà game này thực sự nó mang tính giải trí rất là nhiều. Cái hiệu ứng chém nó rất là đã, khá là bạo lực. Đấy, máu me này. Nhưng mà đôi khi đồng đội mình ấy, đồng đội mình nhiều máu quá, mình nhìn cũng không biết đâu là đồng đội đâu là địch. Khá là loạn, nó mang tính chất một cái cuộc chiến rất là nhiều. Chạy bộ, anh không được cái máy, anh giết nó. Lao lao. À! Hiu đi, hiu đi, hiu đi, hiu đi. Đúng rồi, hiu. Đúng rồi, hiu. Mỗi nhân vật có một cái kỹ năng riêng. Hay đấy. Láo. Á, 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 á. Thôi, 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 bỏ. Đâm lén, đâm lén. Tôi vừa đâm vào đồng đội. Không phải tin được. Win rồi. Mặc dù hơi fit nhưng mà chúng ta vẫn win. Hơi fit 312, nhưng mà không sao, ping tôi cao. Và nếu anh em mà thấy tôi tổng quan lại và tôi thấy đây là một cái tựa game nó khá là hay, nó mang tính chất giải trí rất là nhiều. Các bạn có thể vào giải trí, vào chơi chặt chém, khá là vui vẻ và nó cũng không quá là căng thẳng. Rất thích hợp để là một cái tựa game xả stress, rất là hay. Và nếu các bạn cảm thấy thích video này thì mình sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những cái gameplay, những cái cách chơi của những cái tựa game khác, của những cái chế độ khác ở trong cái tựa game này. Và hãy like và subscribe để ủng hộ mình ra tiếp những cái video này nhá. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những cái video lần sau.